luôn yêu thương chị Hai. Và chị Hai sẽ cho ra đời những đứa con đẹp giống như anh Hai. Chị Hai. Xin chào Nhi. Chị Hai. Anh Hai. Chị Hai. Anh Hai. Ôi, thế á? Dạ. Ủa nhận người nào vậy? Lâu lắm rồi. Vậy hả? Đông Nhi, Diệu Nhi. Ờ. Ừ. Là Song Nhi. Nhi, Nhi hai, Nhi ba. Dạ, ờ. Chị Hai. Nhưng mà đang cười là Mai Hồng Ngọc đó chị. Mai. Chết rồi. Nhầm hả? Nhầm chị rồi. Nhầm chị Đông Nhi mà chị Hai mới là chị Đông Nhi mà trời. Ờ, nói chơi đi chứ ngày hôm nay Isaac với Diệu Nhi muốn gửi một lời chúc chân thành nhất đến với Thắng và Nhi. Chúc cho hai bạn sẽ có được một đám cưới thật sự là hạnh phúc. Và chúc cho bạn sẽ hai bạn sẽ bên nhau thật lâu và cho đến đăng long đầu bạc. Em chúc anh Hai, chị Hai hạnh phúc bên nhau. Anh Hai luôn yêu thương chị Hai. Và chị Hai sẽ cho ra đời những đứa con đẹp giống như anh Hai. Chị Hai. Wow, đây là một ngày rất là đặc biệt của hai anh chị. Cũng là hai idol của em. Thì Nguyễn Trân Trung Quân xin chúc hai anh chị sẽ có một cái ngày thật sự hạnh phúc. Và em xin chúc cho tình yêu của hai anh chị ngày một lớn mạnh hơn nữa. Và xin chúc cho cái tình yêu này sẽ luôn luôn trọn vẹn trăm năm hạnh phúc. Thực sự thì hai anh chị là mình biết cũng rất là lâu rồi. Và cái mối tình Loan nghĩ là không chỉ Loan mà còn ai trong tất cả mọi người nữa đều ngưỡng mộ cái cặp đôi này. Bởi vì sự nhẫn nhịn lẫn nhau và cái sự yêu thương lẫn nhau kéo dài mà nó gọi là luôn êm đềm. Và Loan nghĩ là cái sự ngọt ngào của anh chị nó quá lớn như vậy thì không phải là điều dễ dàng, mặc dù Loan chưa có người yêu. Nhưng mà Loan cảm thấy với cái kết bây giờ thật sự là giống như một cái kết ở trong mơ ấy. Cho nên là Loan hy vọng anh chị không cần hơn nữa, mà chỉ cần mãi mãi luôn luôn hạnh phúc như vậy thôi. Và Loan hy vọng là anh chị sẽ có nhiều tình yêu của anh chị sẽ đơm hoa kết trái nhiều hơn nữa, và một phần nào đó sẽ truyền cảm hứng đến cho các thế hệ trẻ về tình yêu của chính mình. Giống như em, người ơi, lòng anh ngây.